Ra chơi với nhau đi, ra đây với anh làm gì? Hai chị em chênh nhau có lẽ là 1 tháng. Toàn quay thai. Nha, chơi với nhau đừng cùn nhá. Ra kia chơi đi. Ừ, hai chị em ngồi với nhau làm kiểu ảnh. Ok. Siro nhìn đây nào. Siro. Siro nhìn đây. Đây. Một tây một ta. Cọc nhảy lên đi, cọc lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi đi. Cọc. Lên, phải rồi. Lên hẳn lên trên ngồi với em. Cọc đâu? Cọc dỗi à? Cọc ơi. Lên đây, vào đây. À, thế con cọc lên ngồi với em đây. Siro ở bên dưới. Sợ Siro lại lên, cẩn thận đè với em. Cọc lên đi. Cọc ơi. Đừng cẩn thận không làm em rơi nhá. Cọc lên đi cọc ơi. Cọc. Lên hai chị em, ba chị em làm chung kiểu ảnh nào, con cọc đâu rồi? Vào đây. Chích vào đây. Cọc. Vào đây nào. Cú té. Vào đây. Cú té đâu? Con cú té đâu nhỉ? Không, Siro nằm yên, Siro nằm yên, Siro nằm yên. Không, em mà lên trên này. Đây nhá, lên đây ngồi này. Ok, ngồi đấy. À, cọc. Nào, ui dồi, hôm nay cọc nặng lắm ấy. Phải hai tay mới bế được cọc. Rồi, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Một tay bế không lên. Nào, yên nào. Không. Không xuống. Lên trên. Ui dồi. Ngồi yên đấy. Ngồi xuống. Ui xa, con cọc cứng đầu quá. Lên hẳn lên trên. Phải rồi, ngồi đấy, ngồi xuống. Cọc lên thì em lại xuống không được. Em phải lên trên em ngồi. Cùng ba chị em. Ngồi xuống, yên đấy. Nào, nhìn đây nào. Hai ba nào. Cọc. Cú te. Một ghế không thể chứa hai cô gái. À, không thể chứa ba cô gái. Siro xinh gái quá. À, nó đi khát nước. À, nó khát nước rồi đi uống nước cho nó gì. Hai em mà nó nô nhau quá đà thì Siro phải đứng ra Siro làm trọng tài nhá. Nhá. Siro nghe chưa? Em thì đừng có le che với chị nhá, không chịu oánh như đấy. Chị oánh đau lắm. Nhá. Đấy chưa? Đấy. Hai con cọc. Cọc cái. Em lên trên này. Nào, em lên trên này nào. Ngồi xuống. Ờ, đứng cũng được, yên đấy. Đứng đấy càng tốt. Siro nằm nền cho em nhá. Yên đấy nào. Nào. Nhìn đây Siro. Nhìn máy ảnh đâu. Ui giời, gần quá. Không lấy được hết. Không được. Chưa được. Đến đây. Ok.